Đồng bào và chiến sĩ yêu quý, quân thù đang giày xéo non sông đất nước ta, độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm, hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ. Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai, hãy phát huy truyền thống riêng hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc.